Việc mang thai và chuẩn bị làm mẹ là một điều vô cùng thiêng liêng mà ai cũng mong muốn. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng cho việc đó mà cũng cần phải có kế hoạch. Đôi khi còn có rất nhiều những lý do khác nhau trong cuộc sống mà chị em cần trì hoãn việc mang thai bằng cách uống thuốc tránh thai. Nhưng trên thực tế, có rất nhiều trường hợp các chị em uống thuốc tránh thai nhưng vẫn mang thai. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến điều này? Hãy cùng tìm hiểu ngay nhé! 1. Uống thuốc không đúng giờ. Để vừa đảm bảo hiệu quả mà lại giảm thiểu được tác dụng phụ của các chế phẩm ngừa thai, thì viên thuốc tránh thai hàng ngày đã được giảm liều nội tiết tố trong mỗi viên thuốc. Hàm lượng thuốc trong mỗi viên thấp hơn nên chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó, ngoài việc phải uống thuốc đều đặn hàng ngày, phụ nữ nên uống thuốc ngừa thai vào một thời gian cố định trong ngày để đạt được hiệu quả tốt nhất. Nếu uống thuốc sai giờ, trong một khoảng thời gian dài thuốc không được phân bố trong cơ thể mà lại có quan hệ tình dục trong lúc này thì khả năng có thai sẽ rất cao. 2. Sai cách bảo quản. Bất cứ loại thuốc tránh thai nào nếu bảo quản không đúng cách sẽ giảm hiệu quả ngừa thai, do đó chị em cần chú ý để thuốc ở nơi khô ráo và thoáng mát. 3. Tương tác với thuốc khác. Uống thuốc trong lúc đang sử dụng một số loại thuốc điều trị bệnh khác hoặc một số loại thảo dược thực phẩm bổ sung khác có thể gây ra tương tác và làm giảm hấp thu thuốc, giảm tác dụng của thuốc. Do vậy, trước khi dùng thêm bất kỳ loại thuốc nào, phụ nữ cần cho bác sĩ biết loại thuốc tránh thai mình đang dùng để xem liệu chúng có gây tương tác bất lợi cho cơ thể hay không. Nếu có tương tác bất lợi mà buộc phải sử dụng các loại thuốc khác nêu trên, phụ nữ không nên lựa chọn biện pháp dùng thuốc tránh thai mà nên trao đổi với bác sĩ để tìm được biện pháp ngừa thai khác phù hợp. 4. Uống thuốc sau khi chứng dụng. Nhiều chị em chủ quan nghĩ rằng uống thuốc tránh thai sẽ ngừa được thai mà không quan tâm đến ngày rụng trứng. Nhưng thực tế, nếu nữ giới quan hệ tình dục sau ngày rụng trứng thì uống thuốc tránh thai khẩn cấp vẫn có nguy cơ cao dính bầu lên tới 90%. 5. Uống không đủ liều. Nếu chị em quên uống thuốc tránh thai hàng ngày, đặc biệt trường hợp quên quá 2 viên tránh thai hàng ngày mà không uống bù thuốc đúng cách và dùng thêm các biện pháp tránh thai bảo vệ không hormone khác như là bao cao su, thì khả năng tránh thai thất bại là rất cao. Một số phụ nữ bị nôn ói trong thời gian ngắn sau khi uống thuốc mà không uống bù, bỏ thuốc giữa chừng khi đang uống, uống thuốc kèm với các thức ăn đồ uống có thể giảm hoặc ngăn sự hấp thu thuốc. Điều này khiến cơ thể không hấp thu đủ hàm lượng thuốc cần thiết, dẫn đến việc có bầu khi uống thuốc tránh thai. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp các bạn có thêm những thông tin để có thể sử dụng thuốc tránh thai hiệu quả và an toàn. Hẹn chị em ở những thông tin hữu ích khác.